Và ở đây thì bông sẽ ăn kèm cùng với lại mayonnaise ở trên và bông sẽ cắt thành hạt lựu nhỏ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lột trứng cút ra. Không thấy cũng còn đang rất là nóng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bông Kitchen and More. Các bạn ơi, hôm nay Bông sẽ giới thiệu đến các bạn một cái món cũng khá là lạ đối với Bông, đó chính là hoành thánh cà ri chiên. Và nguyên liệu chính không thể thiếu đó chính là những cái miếng hoành thánh. Bông không biết là người ta quết cái lớp bột này chi, chắc là để cho những cái miếng bánh hoành thánh nó đừng có kết dính vào nhau đó. Các bạn thấy không, nó trắng trắng nữa. Một ít thịt đã băm nhuyễn, củ hành tây, khoai tây, bột cà ri, tỏi đã băm nhuyễn, hạt nêm, đường và cuối cùng là muối. À, một cái nữa không thể thiếu đó chính là trứng cút. Và để đỡ mất thời gian thì đây Bông đã đang luộc trứng cút rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay thực hiện cái món hoành thánh cà ri chiên nha. Thì trước tiên là Bông sẽ gọt vỏ khoai tây. Khoai tây và hành tây thì các bạn sẽ cắt hình hạt lựu. Và để cho cái nhân nó mau chín, tại vì khoai tây thì rất là lâu chín, nên Bông sẽ cắt hình hạt lựu nhuyễn. Và lúc trước các bạn biết không, Bông rất là hay đắp mặt nạ bằng khoai tây. Các bạn biết không, khi mà đắp mặt nạ bằng khoai tây, khi mà chúng ta rửa ra thì da của chúng ta trắng lên thấy cỏ luôn. Tại vì khoai tây nó có chất axit á, làm cho da của chúng ta nó trắng luôn. Và khi mà các bạn cắt nhuyễn như thế này thì chúng ta chiên thì nó sẽ mau chín cùng với lại thịt và củ hành tây hơn. Và các bạn ơi, Bông thì Bông đọc trên tin tức là Bông thấy là tình hình dịch bệnh đang rất là phức tạp. Bởi vì vậy mà Bông khuyên các bạn là nếu như mà chúng ta không có công việc gì đó cần thiết, tụ tập nơi đông người hoặc là phải đi ra đường thì các bạn hạn chế. Tại vì Bông thấy là ở nước ngoài thì tình hình dịch thì đang rất là đang căng thẳng á. Và Bông thì cũng không biết nói gì hơn nữa. Bông mong là tất cả mọi người hãy cùng chung sức và chúng ta hãy cùng vượt qua cái đại dịch này nha. Và Bông chúc cho tất cả các bạn là có thật là nhiều sức khỏe. Và nếu như mà ở nhà các bạn buộc có thể là xem Bông nấu ăn nè. Và củ hành tây thì các bạn cũng sẽ cắt hình hạt lựu. Và Bông thấy là các bạn làm nhân hoành thánh thì cũng có nhiều bạn chúng ta để thêm nấm mèo á các bạn. Bông thấy cũng ngon. Nhưng mà ở đây Bông sẽ không để nấm mèo. Và Bông cũng không biết là hôm giờ các bạn xem kênh nấu ăn của Bông chắc cũng lâu rồi. Không biết là các bạn có học thử và nấu được những cái món gì hay không á. Nhưng mà Bông biết là các bạn lên đây là ít khi mà ai xem Bông nấu ăn. Và Bông thấy là các bạn nam bây giờ thì thích học nấu ăn nhiều hơn các bạn nữ luôn. Và khi mà sắc khoai tây và hành củ hành tây đã nhừ như thế này thì Bông sẽ cho thịt vào trong đây, chúng ta sẽ trộn đều lên. Và Bông sẽ nêm vào đây một số những gia vị như là một ít tỏi, hạt nêm, một ít đường. Tại vì hạt nêm và muối nó sẽ rất là mặn nên chúng ta sẽ cần bỏ một ít đường cho nó. Và Bông sẽ cho sa tế vào trong đây. Chúng ta sẽ trộn đều, nhân lên và Bông ngửi thấy mùi thơm của sa tế bột. Và cái công đoạn tiếp theo là chúng ta sẽ vớt trứng cút ra. Trứng cút thì ở đây Bông đã luộc trước. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lột trứng cút ra nha. Bông thấy cũng còn đang rất là nóng. Ngày xưa
Mỗi lần mà làm gì nóng á thì mẹ hay kêu là vịn cái lỗ tai á. Bông cũng nghĩ là ủa sao tự nhiên nóng mà không vịn cái khác mà lại vịn cái lỗ tai. Đúng là các bạn, khi mà chúng ta cảm gì nóng á thì chúng ta vịn cái lỗ tai thì nó sẽ bớt nóng đi rất là nhiều. Theo là Bông sẽ cắt đôi những cái quả trứng cút này ra. Nhắc tới trứng thì Bông mới nhớ là hồi nhỏ Bông có một cái sở thích rất là ác luôn. Nó chính là rất là hay đi lụm, thích lụm trứng của con thằn lằn á. Mấy bạn có không biết là mấy bạn có ở đất các bạn có con thằn lằn không? Bông rất là hay thích đi lụm trứng nó. Và bây giờ tới công đoạn tiếp theo nữa, đó chính là chúng ta sẽ cuốn lại làm nhân. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt bếp lên và chúng ta sẽ xào nhân sơ qua. Và khi chảo đã nóng thì Bông sẽ cho vào đem cất dầu ăn. Các Bông sẽ phi thơm tỏi lên. Trong tất cả các món ăn của Bông thì Bông rất là thích để tỏi. Bông có chia sẻ rồi đó, khi mà để tỏi thì tỏi có công dụng là trị ung thư rất là tốt, nên hầu như những món ăn của Bông đều có tỏi nữa. Và sau khi mà tỏi đã thơm thì Bông sẽ cho nhân và chúng ta sẽ xào sơ qua. Và Bông thấy là mùi thơm của cái bột này nó rất là thơm luôn. Và sau khi nhân đã chín thì chúng ta sẽ tắt bếp. Và bây giờ Bông sẽ cuốn làm nhân. Bông sẽ cho lên đây một phân nửa quả trứng cút. Các bạn ơi, bên ngoài Bông thấy mọi người cuốn á, thì rất là đẹp. Nhưng mà sau Bông cuốn thì Bông thấy là nó chưa có được đẹp. Các bạn ơi, Bông thấy là Bông cuốn bắt đầu nó túm túm, nó gọn lại và nó đã tròn tròn, nó đã dễ thương rồi. Lúc trước đây mỗi lần muốn ăn hoành thánh hay là muốn ăn những cái món gì đó thì Bông đều phải là đi ra chợ và mua, còn bây giờ thì Bông có thể là tự tay. Và Bông thấy là dầu đã sôi rồi. Bây giờ thì Bông sẽ cho những cái túi hoành thánh này luôn. Khi mà chúng ta chiên thì những cái vỏ hoành thánh này nó sẽ cứng lại và rất là giòn. Và trong thời gian đợi những cái túi hoành thánh này chín thì ở đây Bông sẽ trang trí cái dĩa đựng của Bông. Và các bạn ơi, thế là Bông đã hoàn thành xong món hoành thánh cà ri chiên. Bây giờ thì Bông sẽ mời các bạn cùng đi thưởng thức với Bông nha. À, và các bạn ơi, thế là Bông đã hoàn thành xong món hoành thánh cà ri chiên. Bây giờ thì Bông mời các bạn hãy cùng thưởng thức với Bông nha. Và ở đây thì Bông sẽ ăn kèm cùng với lại mayonnaise ở trên và tương ớt và tương cà. Bông định cắt ra để cho các bạn coi cái nhân bên trong nhưng mà cắt ra thì nó bị bể. Mời các bạn hãy cùng thưởng thức với Bông nha. Và Bông thấy là cái lớp da hoành thánh thì nó rất là giòn và cái nhân ở bên trong á, Bông đã nêm vừa ăn nên nó rất là ngon, chúng ta không cần phải chấm nhiều. Thật sự thì đó giờ Bông không thích hoành thánh cho mấy, nhưng mà khi mà ăn cái món này của Bông cảm thấy tự nhiên rất là thích hoành thánh. Hôm nay là món này rất là ngon luôn các bạn ơi, rất là đơn giản, chỉ cần khoai tây, hành tây và một ít thịt, chúng ta chỉ cần xào 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 lên, chúng ta cuốn lại và chúng ta đem chiên lên là chúng ta đã có một cái món hoành thánh
curry chiên như thế này. Và các bạn ơi, các bạn hãy thử thực hiện cái món này đi. Bông tin rằng là các bạn sẽ thích. Còn bây giờ thì Bông rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip này của Bông. Và các bạn ơi, đừng quên để lại cho Bông một like, share. Và hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Bông ra nhiều những clip hay hơn và ý nghĩa hơn nữa nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những tập tiếp theo của Bông Kitchen and More.